Tiếp theo thì chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam. Thì đây do cái điều kiện mà đại dịch Covid thì ra là ông Nguyễn Hữu Dũng sẽ trao đổi hội thảo của chúng ta trên truyền trực tuyến. Xin trân trọng kính mời ông. Xin mời ban kỹ thuật kết nối với lại đầu cầu Hà Nội. Thưa anh Tuấn, tôi xin trình bày cái bài trình bày của tôi gồm có hai phần. Thứ nhất là cái trình bày về cái chính sách, xem màn hình, chính sách và thể chế để mà phát triển cái nuôi biển công nghiệp bền vững của Hải Phòng và một số kiến nghị. Thì tôi muốn nhấn mạnh một điều, tức là theo cái tính toán của FAO thì cái tiềm năng nuôi biển quốc gia nó cực kỳ lớn. Tức là trong vùng mà có thể nuôi biển được trong một điều kiện công nghệ hiện nay ấy, tức là FAO chỉ tính toán rất là hạn chế, là khoảng 1/1000, tức là 0,1% diện tích vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia thì có thể với cái điều kiện công nghệ hiện nay có thể nuôi được từ 9.900 cho đến 12.000 tấn một cây số vuông riêng đối với cá biển. Tức là nếu chúng ta Việt Nam chúng ta có 1.000.000 cây số vuông vùng đặc quyền kinh tế thì chúng ta chỉ cần 1/1000 của cái diện tích đấy, tức là 1.000 cây số vuông, thì ta sẽ có được sản lượng cá biển nuôi được khoảng 10 triệu tấn một năm. 10 triệu tấn tức là nó vượt xa cái con số sản lượng thủy sản hiện nay cả đánh bắt và nuôi trồng của cả nước. Thế giới đang tiến làm nuôi biển xa bờ, cho nên chúng ta không thể có con đường nào khác là cũng đi cùng với thế giới. Nuôi biển xa bờ, nuôi biển đại dương, những công nghệ này hiện nay đang được ngày càng ứng dụng rộng rãi ở quốc gia tiên tiến của thế giới. Nuôi biển trên bờ, chúng ta sẽ nghe một báo cáo về hệ thống RAS hôm nay, cũng là một cái hướng phát triển rất là hiện đại và tôi nghĩ là một cái tương lai rất gần của Việt Nam. Chúng ta nuôi trong hệ thống nuôi tuần hoàn, nước tuần hoàn và gần như không có chất thải, tức là các chất thải hoàn toàn hữu cơ. Thí dụ nhân thể, chúng ta có thể nuôi bằng cái hệ lồng nuôi treo rất là đơn giản và rất hiệu quả. Nghề nuôi vẹt ở châu Âu đã được cải tiến, cơ giới hóa hoàn toàn và từ khâu thả giống cho đến khâu thu hoạch. Chúng ta có một quốc gia láng giềng có tham vọng nuôi biển cực kỳ lớn, đó là Trung Quốc. Trung Quốc coi phát triển nuôi biển là quốc sách. Sản lượng nuôi trồng thủy sản vò đã năm 2018 đã vượt 50 triệu tấn và xuất khẩu thủy sản từ sản phẩm nuôi ấy, nó khoảng 23 tỷ đô la, đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, họ đã có kế hoạch đóng 178 trại nuôi biển khơi với các kiểu lồng thép cỡ lớn được thả vào các vùng biển tranh chấp. Thí dụ, tại Hải Nam là một tập đoàn nhà nước đã xây dựng một dự án 1 tỷ đô để đóng các loại lồng thép cực lớn, đường kính 120m, chiều cao 69 thước và trọng lượng thép để làm cái lồng đấy là 8.000 tấn một lồng để thả vào vùng Bắc Bộ. Cá hồi cũng vậy, Trung Quốc có tham vọng là sản xuất 2 triệu tấn cá hồi một năm, vượt xa Na Uy là sản lượng hiện nay là khoảng 1,2-1,3 triệu tấn. Nuôi biển kết hợp du lịch, Trung Quốc cũng là rất chú trọng phát triển với điện gió vân vân và vân vân, với chính sách mở rộng hợp tác quốc tế để chiếm diện tích nuôi biển là như một phần của cái chiến lược vành đai con đường mà Trung Quốc đang tiến hành. Chúng ta phải đối đầu với lại cái tham vọng đó của cái ông bạn láng giềng phía Bắc. Về Việt Nam thì chúng ta thấy là cái sản lượng nuôi trồng thủy sản Việt Nam gần như tăng không ngừng từ năm 95 cho đến nay. Tuy nhiên là cái tốc độ tăng hàng năm nó đang có chiều hướng giảm đi, như cái đường đứt màu vàng mà các anh chỉ thấy đấy. Tức là sản lượng vẫn tăng
Tuy nhiên là cái dao động nó diễn ra theo chiều hướng là tốc độ tăng của hàng năm giảm đi. Cái xuất khẩu thủy sản chúng ta cũng vậy. Chúng ta từ cái mức là khoảng 300-400 triệu đô la một năm, chúng ta đã đạt đến cái mức xấp xỉ gần 9 tỷ đô la một năm. Tuy nhiên càng về gần đây thì cái đường biến động của giá trị xuất khẩu thủy sản nó càng nhảy nhót, và như các anh thấy là biên độ nhảy nhót rất lớn, và năm nay chẳng hạn chúng ta khó mà đạt được cái chỉ tiêu 8 tỷ đô la như là kế hoạch đề ra. Thì những thách thức của cái nuôi trồng thủy sản Việt Nam trong đó cũng nuôi biển là gì? Thứ nhất là chúng ta thiếu kế hoạch phát triển nuôi biển quốc gia, thiếu chính sách khuyến khích và ưu tiên nhằm thu hút đầu tư vào nuôi biển công nghiệp. Thứ hai là công cụ quản lý nhà nước phải nói thật là yếu và không có cơ chế tổng quản lý có hiệu quả, nhất là quản lý cộng đồng. Phần lớn các trại nuôi biển như là báo cáo của Sở Nông nghiệp đều là quy mô nhỏ, hộ gia đình, công nghệ lạc hậu, vùng ven bờ, rất ít doanh nghiệp nuôi biển. Hệ thống cảnh báo và kiểm soát an ninh kém, đây là thách thức rất lớn cho việc nuôi xa bờ, nhất là khi chúng ta cần kề với một cái ông đáng giềng mà nhiều cá mò như Trung Quốc. Rủi ro do ô nhiễm môi trường rất cao, suy giảm nguồn lợi biển nghiêm trọng, quản lý môi trường biển phải nói thật là còn lỏng lẻo. Cái liên kết chia sẻ nuôi về tổng cung cấp thức ăn, cung cấp giống, chế biến, tiêu thụ, phân phối còn rất yếu, như là cái chuỗi liên kết mà chúng ta nói rất nhiều, nhưng hiện nay phải nói thực là có rất ít chuỗi liên kết hoạt động hiệu quả. Hoạt động phát triển thị trường, quản lý sản phẩm còn yếu, chủ yếu phụ thuộc vào người trung gian nhỏ lẻ, và đặc biệt với hải sản thì nó là xuất tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc, và bất kỳ một sự biến động nào của các thị trường Trung Quốc cũng đều ảnh hưởng đến ta rất lớn. Thế cho nên chúng tôi về phía Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, chúng tôi đề nghị là một cái thể chế phát triển nuôi biển công nghiệp là gồm có 3 cái yếu tố chủ thể. Phải là cộng đồng doanh nghiệp, tức là thay vì ngư dân nhỏ lẻ thì chúng ta biến doanh nghiệp thành chủ thể chủ yếu. Cái động lực phát triển nuôi biển đó là công nghệ tiên tiến, và cái phương thức để phát triển nuôi biển là tích hợp đa ngành. Tôi xin trình bày ngắn gọn về cái chuyện này. Về cái chủ thể của phát triển nuôi biển là doanh nghiệp thì chúng ta phải có chính sách biến ngư dân thành doanh nhân, tức là lựa chọn các tác xã, hộ gia đình nuôi biển để hỗ trợ họ xây dựng các trại nuôi biển theo phương thức công nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến hải sản và các ngành khác đầu tư xây dựng cơ sở nuôi biển công nghiệp, mở rộng cái chuỗi giá trị về hướng tạo nguồn nguyên liệu và hậu cần dịch vụ phục vụ cho nuôi biển công nghiệp, chuyển các tổ chức nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ làm đầu tàu cung cấp sản phẩm công nghệ cho toàn chuỗi giá trị nuôi biển công nghiệp, và chúng ta hình thành các doanh nghiệp chuyên trách các dịch vụ cung ứng đầu vào như giống, thức ăn, thiết bị nuôi và dịch vụ đầu ra như thu hoạch, bảo quản, vận chuyển, chế biến, thương mại cho các cái hồ nuôi biển. Về động lực, nuôi biển không thể phát triển nếu không có công nghệ tiên tiến. Trước hết đó là công nghệ sinh sản nhân tạo các loài hải sản với giá trị cao. Tiếp theo là công nghệ chế biến chế tạo các phương tiện nuôi biển tiên tiến hoạt động ổn định lâu dài trong điều kiện khắc nghiệt, thí dụ bão cấp 12 đến 14 hoặc cao hơn nữa. Chúng tôi rất vui mừng là trong cuộc hội thảo ngày hôm nay sẽ có một doanh nghiệp, tức là công ty nhựa Súp Vê Trường Phát sẽ trình bày cái này, và chúng ta đang rất cần những doanh nghiệp như kiểu Trường Phát về với các sản phẩm HDPE. Thứ ba là chúng ta phải phát triển công nghệ sản xuất và cung cấp thức ăn từ đâu đến từng lồng nuôi, tùy chỉnh theo cỡ cá, tình trạng thời tiết và tính ăn của cá. Đây là một cái phần rất quan trọng, bởi vì thức ăn nó chiếm khoảng 70-80% cái giá thành của nuôi. Công nghệ thu hoạch, chúng ta thay cái công nghệ thu hoạch rất là thủ công hiện nay bằng các công nghệ khác như bơm hút cá, công nghệ bảo quản sống cá mà bảo quản siêu tươi, công nghệ cấp đông nhanh ngay trên biển hoặc là gần biển.
Chúng ta phát triển công nghệ sinh hóa, chiết xuất và tinh chế các chế phẩm sinh học, tận dụng tối đa các phụ liệu, phế liệu để xây dựng cái ngành hải sản không chất thải. Đương nhiên công nghệ số và công nghệ tự động hóa nuôi biển, ứng dụng IoT và AI tự động quan sát hoạt động của vật nuôi, tự động điều tiết thức ăn và cảnh báo dịch bệnh. Nói cái này thưa các chị là nghe và có vẻ xa vời, nhưng hiện nay ở Việt Nam đã có trại nuôi ứng dụng công nghệ này và công nghệ real time để kiểm soát môi trường biển. Chúng ta không thể kiểm soát môi trường biển theo kiểu là cách làm hiện nay chỉ tập trung vào các trạm của nhà nước được. Về tích hợp, về phương thức là phát triển nữa là tích hợp đa ngành, thì ngành nuôi hải sản là công nghệ nuôi đa loài tích hợp IMTA, tức là gồm có cá, giáp xác, biến thể trong biển. Nếu chúng ta tổ hợp tốt thì những cái hệ nuôi này nó gần như tiến đến là không chất thải, không gây cái sức tải cho môi trường biển. Liên hệ với ngành dầu khí, sử dụng các giàn khoan dầu khí đã cạn thành trước các trung tâm phục vụ nuôi biển khơi. Với ngành du lịch, chúng ta phát triển đa dạng các hoạt động du lịch biển kết hợp với các trại nuôi biển xa bờ. Chúng tôi đã có một dự án mà muốn đề trình với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về cái việc phát triển nuôi biển công nghệ cao kết hợp với cái dịch vụ du lịch ở tại cái vịnh Lan Hạ của quần đảo Cát Bà. Với ngành đóng tàu, đương nhiên là nuôi biển công nghiệp đã ra thị trường rất lớn cho người đóng tàu, đồng thời là có cái nhu cầu rất lớn về cái tàu hậu cần dịch vụ, tàu với xà lan phun nước ăn và hàng loạt thiết bị cơ khí chuyên dùng phục vụ cho ngành nuôi biển. Với ngành năng lượng cũng vậy, chúng tôi đã bàn với hệ thống điện gió và các vùng nuôi hải sản theo cái hệ IMTA, nghiên cứu phát triển bằng năng lượng tái tạo trên biển và phát điện bằng sinh khối vi tảo. Đây là một cái chuyện rất là rộng lớn để phát triển. Với ngành quốc phòng và an ninh thì nghiên cứu đầu tư chuỗi lồng liên hệ lồng nuôi biển khơi, thì cái này hiệp hội cũng đã có một dự án làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân về cái chuyện này. Thì đấy là những ba cái định hướng lớn tạo nên cái hệ sinh thái, hay nói cách đây là thể chế để phát triển nguồn công nghiệp. Chúng ta có thể thấy rất nhiều mô hình mà chúng ta có thể phát triển, thí dụ như MTA là nuôi cá hoặc nuôi những loài mà phải cho ăn, cộng với cái chuyện nuôi nhuyễn thể và cái chuyện trồng trong biển. Trong một cái vùng biển thì nó sẽ giảm cái sức tải môi trường lên môi trường biển. Đây điện gió kết hợp với nuôi hàu trồng rong thì là một cái mà chúng tôi đang chuẩn bị dự án để tiến hành ở cái vùng nuôi Nam Trung Bộ. Nuôi biển kết hợp du lịch, đây một cái mô hình nuôi biển ở dưới, du lịch ở trên, và cái nhà hàng, cái khách sạn trên biển, nó tạo ra một không gian mới cho cái du lịch biển kết hợp với nuôi biển công nghiệp. Chúng tôi đề nghị những cái nội dung chính của phát triển chính sách phát triển nuôi biển bền vững, đó là cái giao quyền sử dụng nguồn biển lâu dài cho chủ đầu tư. Chúng ta đã có nghị định 11, chính phủ đã ban hành từ đầu năm nay. Tuy nhiên cái việc giao quyền sử dụng vùng biển theo đúng luật thủy sản là 30 năm thì gần như vẫn chưa được triển khai ở trên cả nước. Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nuôi biển bền vững là chúng ta phải có một cái chính sách mà cụ thể hóa việc thay đổi, điều chỉnh cái nghị định 67 và các nghị định khác để mà đưa cái đối tượng doanh nghiệp nuôi biển bền vững vào trong cái đối tượng được hưởng lợi. Chúng ta có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho nuôi biển. Chúng ta phải có chính sách phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ và logistics, cũng như đào tạo cho ngư dân nuôi biển, bảo hiểm cho nuôi biển, giám sát cảnh báo quản lý môi trường biển, và đặc biệt là vấn đề quản lý thống nhất về môi trường biển. Chúng tôi muốn đề nghị Hải Phòng những cái việc mà chúng ta có thể cùng nhau làm và đề nghị thành phố xem xét. Một là tổ chức điều tra hiện trạng nuôi biển của thành phố. Thì báo cáo của sở cho thấy là
là chúng ta vẫn nắm rất là tương đối là hành chính cái hiện trạng về công nghệ của nuôi biển. Thứ hai là xây dựng đề án phát triển nuôi biển của Hải Phòng đến năm 2030, cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ phát triển nuôi biển công nghiệp của thành phố, xây dựng một số mô hình nuôi biển công nghiệp bền vững để làm mẫu cho ngư dân và các hợp tác xã, doanh nghiệp mà thực hiện, tiến hành việc đào tạo nhân lực nuôi biển chuyên nghiệp, thiết lập hệ thống bảo hiểm nuôi biển. Muốn thiết lập hệ thống bảo hiểm nuôi biển, chúng ta phải tiêu chuẩn hóa các trang nuôi biển để mà bảo hiểm có cơ sở là chấp nhận cái bảo hiểm. Bởi vì thực ra các anh chị đều biết là đối với ngành thủy sản hiện nay, ngoài cái việc bảo hiểm tàu cá 67, chưa có một cái hệ thống bảo hiểm nào đối với hoạt động thủy sản cả. Điều đó nó khiến cho ngành thủy sản khó có thể vay tiền ngân hàng để mà phát triển. Chúng ta phải thiết lập chương trình kiểm soát và giám sát môi trường biển, chương trình bảo đảm an ninh biển và vấn đề xây dựng các chuỗi giá trị cho các sản phẩm nuôi biển chủ lực và xây dựng các ngành công nghiệp và dịch vụ phụ trợ nuôi biển. Này. Thì tôi muốn trình bày rất ngắn gọn như vậy, thì Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam cũng đã có một cái dự thảo, một cái thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng để mà cùng nhau phát triển cái bền vững cái nuôi biển công nghiệp trên địa bàn của thành phố. Chúng tôi sẽ gửi cho Ủy ban và cho các sở ban ngành, đề nghị các anh chị là xem xét để chúng ta cùng nhau tiến hành một cái ngành công nghiệp mà nó là tương lai không những cho Hải Phòng mà cho cả nước.